Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu chú vị và các bạn một số mai ha. Đây, chào Thảo. Rồi cũng chào anh Tuấn, rồi cũng chào toàn thể quý vị khán giả. Thì hôm nay em cũng có về một số phô mai vàng với mai tứ quý, mong được giao lưu cùng toàn thể quý vị khán giả. Địa chỉ cụ thể là ấp Quý An, xã Quý Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tây, số điện thoại là 0368230127. Hôm nay bao ship toàn quốc nha anh. Rồi. Có một cây, một hai cây bự bự thì em báo sau nha. Rồi. Mình giờ mã số đầu tiên, mã số 1 là một phô mai vàng ha. Ừ. Rồi, mình cho thông số nó đi. Rồi, tới câu ghế là 26 anh ơi. Rồi, một cái hoành luôn quý vị. 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, xe dòng đế luôn ha. Đế cũng to. Cũng có cái hình cũng duyên duyên. Rồi, giá luôn như đem. Rồi, 650 anh ơi. 650 ha. Rồi, xuống cây. Thì giá này là bao gồm là phí vận chuyển cây tới nhà rồi nhưng quý vị. Cặp máy này dài. Rồi, mã số 1 ha. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 22 luôn quý vị. Rồi, mã số 2. Rồi, cho thông số nó luôn ha. Rồi, chiều cao 34. Rồi, cái hoành luôn 22 này. Rồi, hoành 22. Rồi, xoay luôn em. Rồi, quý vị ngắm nghĩa bộ đế ha. Em này cũng đã được thuần nè. Đó, rễ cám ra mấy cái đầu rễ hết trơn rồi đó ha. Rồi, giá luôn như em. Rồi, cái này 350 nè. Rồi, 350 rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Giá cũng yêu thương ha. Rồi tiếp tục luôn, mã số 3 luôn quý vị. Ôi mai vàng luôn ha. Rồi, chiều cao luôn em. Rồi chiều cao nó 26. Rồi, vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành năm nó 23. Rồi, xe luôn, 23. Đế ha, đế bàn. Xe đều, bốn mặt có đủ ha. Rồi, vô luôn như em. Rồi, cái này 400 anh ơi. 400, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn, số 4 luôn. 4 tiếp tục là một phôi mai vàng luôn. Rồi, chiều cao nó ha. Rồi, chiều cao nó 46 anh ơi. Rồi, 46. Đấy, hoành. Hoành nó 19. 19 đúng luôn. Đây có con ghệ bị gãi nha. Rồi, mình cạo xuống ha. À, đây, mà đây có ghệ lót. Ghệ mồi. Cái gì mình lấy bên keo, quấn nó lại, quấn chỗ bị gãi. Cho nó lẹ khéo nhựa ha. Rồi, giao luôn nha em. Rồi, 300 anh ơi. Rồi, 300. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị, mã số 5. Đâm chồi nảy lọc hết rồi ha. Cây mạnh khỏe ha. Rồi, cho chiều cao nó luôn thật. Cậu ghế 40 anh ơi. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành em nói 34. 34 hoành. Rồi, chính xác ha. Rồi, để luôn này quý vị. Hoành 34 luôn, hoành to luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đem? 1,2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. 1,2 triệu quý vị. Giá này bao gồm phí vận chuyển cây tới nhà rồi ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 6. 6 cũng là một phôi mai vàng luôn. Rồi, mã số 6 đây ha. Cao nó 35 anh ơi. Rồi. Rồi, hoành em nó 22. Rồi, 22 hoành. Để nè. Để cũng tứ diện ha. Rồi, cho luôn như đem. Rồi, 350 luôn ha. 350 quý vị. Rồi, xuống cây. Giá cũng mini không ha. Bao gồm phí vận chuyển rồi nha quý vị. Ship tới nhà với giá đó ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Tiếp tục là một phôi mai vàng luôn. Rồi, chiều cao luôn. Hai mươi chín đây. Rồi, hoành nó 27. 27 hoành. Rồi, xe luôn. Đế cộng bự ha, nôm. Rồi, vô luôn như đem. Rồi, 600 anh ơi. 600 của vậy. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 8. Số 8. À, có cũng có cái hình đây ha. Rồi, cho thông số nó đi em. Cái gì an tâm gì sự sống nha quý vị nè. Có đâm chồi này lọc hết ra xanh xanh hết rồi đó ha. Rồi tới cái cuối luôn. Để là 38 luôn ha. 38. Hoành ấy mình chưa đo không mà. Chưa. 19 đó nè. Rồi 19. Rồi xe luôn.
năm chồi nãy lọc hết rồi, nhưng quý vị an tâm nha. Rồi giữ luôn nha em. Rồi 300 anh ơi. Rồi 300. Rồi xuống cây. Rồi số tiếp theo luôn, số 9 quý vị. Rồi 9 này cũng phôi mây vàng, tông cũng hơi cao cao đây ha. Ừ. Anh nhìn xuống em. Rồi cho chiều cao luôn nha Thảo. Này tay cạnh đều lắm nha quý vị. Ờ chiều cao 1m6 anh ơi. 1m6 là chắc hang. À 1m6 đi. À, tay cạnh đẹp nè. Đây giữ gì chăm nó bung ra cái là ok luôn nè. À, tay cạnh từ đỉnh xuống dưới tới đây cái tay của Thảo bây giờ nhìn luôn đó. À. Rồi mình vô quanh luôn Thảo. Là gì bung ra cái tàn là ok hả quý vị. Rồi cái quanh đây. 25 bên đây. Rồi 25 đúng luôn. Rồi để luôn. Để giáp vòng ha. Để cũng khá quá nè. Đó, xe đều. Để cũng cả chục cộng à. Phân bố đều luôn. Đó, để này về là đẹp rồi. Rồi tay cành đẹp luôn ha. Giao luôn như em. Rồi cái này giao luôn 1 triệu anh. Rồi 1 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, số 10. Mã vàng luôn nha quý vị. Mã số 10. Rồi, chiều cao luôn Thảo. Tới mặt cắt ha là tới. Rồi, tới đâu thì em đo đâu thì báo đó đi. Tới mặt cắt nha quý vị. 90 anh ơi. Rồi. Này thì có thông tàn ở trên đây ha. Quạch em nói thì 31. Rồi, 31 quanh. Cây này nó cũng già cây lắm anh. Già cây này mấy cái đầu dứt cắt của nó rồi, để cũng đã được ra để cám rồi ha. Đây mạnh là quý vị an tâm nha. Rồi cái gốc này nó cũng sần sùi dưới gần gốc ha. Rồi giao luôn nha em. Rồi cái này 1.3 anh ơi. Rồi 1.3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, mã số 11. 11. Rồi 11 cũng là một phôi mai vàng luôn. Đó, cánh tông tầng dù ha, ở trên tay cành xè ngang. Dịu gì ghép một số bo vô bẻ tặng ngang ngang ra là ok ha. Rồi cho thông số nó luôn đi em. Chiều cao trước ha. Cho tới mặt cắt 92. 92. Cái hoành luôn. 22. Hoành 22 ha. Để sổ luôn. Sổ cũng khá dài đi. Rồi 24 anh ơi. Sổ 24. Rồi để đây quý vị. À, để sổ nôm ha. Sổ đều hết trơn nè. Cộng bự luôn. Cho luôn như em. Rồi cái này 900 anh ơi. 900 mà quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã 12. Số 12. 12 cũng tiếp tục là một phôi mai vàng với cái tông tầng dụ cũng giống giống ngang vừa rồi ha. Rồi cho chiều cam nó luôn Thảo. Rồi, chiều cao nó là 130 anh đây. Rồi 130 cao. Rồi xuống vành luôn nha quý vị. Vành là 23. 23 đúng luôn. Rồi để luôn quý vị. Để cũng kính bầu luôn, hang cộng bự ha. Ở trong cái vị trí hai cái vị trò bên trước đây còn cộng cái bự ở đây đang nha quý vị. Đó, còn cộng cái đó nữa đó nha. Vậy kính bầu từng ha. Rồi cho luôn nhiêu em. Rồi cái này 650 anh. Rồi 650. Rồi xuống cây. Cái này bao gồm phí vận chuyển cây tới nhà rồi nha quý vị. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. 13. 13. À, 13 cũng là một phôi mai vàng luôn nha. Đó. Tay cành đều nè. Này cao khoảng bao nhiêu đây em? 1,5 m anh ơi. Rồi lấy 1,5 m ha. Tay cành đều luôn. Vì nghĩa tay cành mình kéo từ từ đỉnh xuống ha. Đó. Cành đều ha. Thấy cái tay của Thảo là thoát thân lên đó ha. Gốc tay lắc nhẹ dưới đây ha. Đây như có cái này cái thẻo em biết sâu cạn này chủ nhà người ta xử lý. Xử lý ra ha. Rồi. Chỉ mua hay thôi. Rồi. Rồi mình vô cái hoành luôn quý vị. Rồi hoành quy tính này 30. 30 đúng luôn. Rồi để luôn. Để đây. Cái này chắc cũng được thuần rồi đó. Cái gì nào thấy để cám quá trời luôn. Để cám nó ra lên trên đây nhiều quá nè ha. Dạ. Rồi giao luôn như em. Rồi cái này 1,2 triệu anh ơi. Rồi 1,2 triệu quý vị. Rồi xuống cây.
6 giờ rồi là 13 thôi. Rồi lên 14 luôn. Như 14 anh thấy nó nằm ở trong xác chết tường nè. Rồi em đó đó. Phải không? Này 19 này. Em mở số 14 đây quý vị. Này tứ quý anh ơi. Hôm nay tứ quý ha. Ừ, tứ quý nha. Rồi mã số 14 trở về sao chắc tứ quý ha. Dạ tứ quý không ạ. Rồi cho thông số em cho tứ quý đầu tiên của clip ha. Mã số 14. 27 anh ơi. Rồi cao 27 cái hoành. Rồi hoành nó vị trí này 21. Rồi 21 luôn. Để luôn rồi quý vị. À, nhựa không kéo xanh 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 này cho những mặt cắt hết trơn đó ha. Rồi vô luôn như em. Rồi cái này giao lưu giá 450 này. 450 thôi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn 15. Tứ quý tông tàn cũng dù dù ha. Tay cành cũng đều đều đi ha. Đó. Tay cành đều ha. Rồi cho chiều cao luôn đi em. 119 lên đây. Rồi 119 là quý vị nghĩ cái đoạn tay cành nè. Đoạn tay cành này đẹp hơn ha. Đó. Đều hết trơn. Còn cái hoành luôn. Rồi hoành yêu thương 22 này. Rồi để sổ ha. Dạ để đo đầu sổ cho. Sổ 30. Rồi sổ 30. Rồi để sổ dài đặt bầu hết trơn. Này cũng đẹp cây à. Rồi vô luôn như em. Rồi cái này vô luôn 1.6 này. Rồi 1.6 ha. Rồi xuống cây. Xách đây ở trong xách số tiếp theo luôn. Xách bên đây này. Mã số 16. 16 cũng là một coi tứ quý nha quý vị. Cây này mà mới về cũng chưa có đục kẻo gì mấy cái rễ dư tên nha. Rồi, mình dễ thấy cũng được rồi. À. Đây, cho chiều cao luôn đi. Về quý vị đục lại. 40. 26. 6 ha. Rồi, để luôn. À, đấy này nhìn cũng viên ha, góc lắc cũng viên luôn. À. Rồi vô luôn nha. Rồi cái này 1.2 đây. Rồi 1.2 nha quý vị. Bao ship rồi nha. Rồi xuống cây. Thì tất cả các cây là bao ship toàn quốc hết nha quý vị. Rồi mã số 17 lên luôn em. Rồi mã số 17 ha. Mình cũng xin nhắc lại từ mã số 14 trở về sau là thứ quý nha quý vị. 13 mã đầu là mai vàng ha. Rồi cho chiều cao luôn em. Chiều cao 68 anh ơi. Rồi 68. Xuống hoành luôn. Luôn. 24. Rồi 24 luôn. Rồi để luôn. Đế này cũng lực đế ha. Rồi vô luôn như em. Rồi cái này 500 anh ơi. Rồi 500 của gì. Rồi xuống cây. Giá yêu thương luôn. Giá bao phí ship rồi đòn của gì. Rồi mã số tiếp theo là 18. 8 ha. Tứ quý luôn nha quý vị. Nó này song thân. Rồi chiều cao luôn. 75 anh ơi. Cao 75. Cái hoành. Rồi hoành nó 28. Rồi 28 hoành. Để luôn rồi quý vị. Để nôm luôn nè. Kính bầu ha. Rồi cho luôn như đêm. Rồi 900 anh ơi. Rồi 900 quý vị. Đó, này quý vị cắt giật bonsai cũng được ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 19 ha. Tứ quý luôn. Rồi cho chiều cao nó luôn đi em. Rồi chiều cao nó là 50 anh ơi. Rồi 50. Hoành nó là 23. 23. Rồi xây xây luôn. Để đây. Đó, nôm xuống rồi xẹ ha. Dách chữ A ha. Củ nó bự lắm mà. Rồi vô luôn như em. Rồi cái này vô luôn giá 900 luôn à. 900 mà số 19 nha quý vị tứ quý. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 20. 20. Tứ quý cắt lùng lực chơi bonsai luôn. Rồi chiều cao nó luôn 28 anh ơi. Rồi cao 28 cái hoành luôn. Rồi hoành 27. 27 hoành. Rồi nhìn ngắm nghe kỹ ha. Đó, để nè. Để cũng đều cho nó ha. Rồi vô luôn như đêm. Rồi ngày 800 anh ơi. 800 của gì. Mã số 20 nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục lên mã số 21 luôn.
mốt cây ngoài nè em không, cái đó em chưa quay. Chưa quay hả? À, nãy ghi rồi. Em thấy cái ghi 21 á. Rồi mình sửa số này lại ha. Này sửa số lại. Rồi mã số này 21 nha quý vị. Thì tứ quý tông tàn dù ha. Cái này cũng tàn lỡ lỡ nè. Này cao mình ước lượng đi em. Rồi lấy mét 6 anh ơi. Rồi lấy mét 6. Mét 6 hoặc 7 mét 8. Cái này mét 7 mét 8 vậy. Tính mét 6 thôi ha. Đó. Xong quý vị nghe cái đoạn tàn tay cạnh ở trên này ha. Thất thân nó nhiêu em? 84 anh ơi. Thất thân 84. Đây. Để quý vị nghe đế trước đi ha. Để đều con bố điệu trên ha. Đó, rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Đế thì đều rồi ha. Dính cây bên đây. Rồi hoành nó 21. 21 ha. Rồi vô luôn nhiêu đây em? Rồi cái này vô luôn giá 1 triệu 2 em. Rồi 1 triệu 2. Rồi mã số 21 nha quý vị. Rồi xuống cây. Còn nữa không em? Còn em. Còn mấy cây bự bự nằm dưới đất. Mình... Rồi mã số tiếp theo quý vị. Đó mã số này 22 ha. À, cây bự bầu to nên không đưa lên bằng quay nổi quý vị ơi. Đặt để dưới đất ha. Rồi cho thông số nó đi em. Cao từ trên xuống tới cổ thôi. 84 anh ơi. Rồi. Thất thân nó khoảng nhiêu đây em? Thất thân là 24. 24. Cho hoành luôn nè quý vị, lắc nữa mình đi đoạn trên lại ha. Đây. Rồi 30 anh ơi. Quý vị 30 đúng luôn ha. Rồi này chặt đầu sổ nữa ha. Đâu khá dài đi. Rồi 49 anh ơi. Rồi đường kính bầu hiện tại nó là nhiêu đây em? Kéo luôn cho quý vị. 55 nè. Rồi 55. Cái nồi luôn. Cái nồi luôn đi ha. Mà đóng nồi đi. Con nồi này hơn mét rưỡi này chắc cỡ mét 6 đi ha. 6 xéo yếu vô một vài phân. Rồi tính mét rưỡi đi. À nó mét rưỡi có hơn. Thì đo cái đo cái cũ luôn. Đo cái cũ đặt đặt cái đó ha. Rồi đo cứ bắp. Rồi cái cũ em nói 47 anh ơi. Rồi cái cũ đặt đặt đó 47 rồi anh đi vòng đế ha nha quý vị. À quý vị à mấy kỹ nha. Đó. Đầu đặt của đế ha, sổ thì nãy đã đo rồi hết, tất cả những thông số rồi hết rồi nha quý vị. Đó, cũng đi vòng chỗ vị mình ghé đế cho kỹ ha. Đây mặt trong nè ha, mặt thông nè ha. Đó. Rồi, mặt trước hồi nãy nè. Rồi đoạn tay cành nè, quý vị ghé tay cành ha. Cũng xè đều trên nè ha. Rồi vô luôn như đây em. Rồi cái này em vô luôn 7 triệu rưỡi nha anh. Ship sao em? Cây này bao ship toàn quốc. 7 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. Mã số 22. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị. Mã số này hình như là 23 này. 23 ha. Cũng tiếp tục là một phôi tứ quý. Có cái nồi bự quá nó bự luôn. Cái bầu cũng bự, nồi bự ha. Rồi mình cho anh cái thông số đen. Chào trước đi ha. Rồi cổ ghẻ là 104 anh ơi. Rồi mình tính thoát thân, mình trừ cái nhánh tử dưới đi. À thoát thân tính ngay tay em đi. 56. Rồi không tính nhánh tử dưới những cái gì. Tại cái hoành này. Này tính ở đây đi. Ở trên đi. 32. Ở trên đó 32. Còn đó ở dưới đây thì nó là 42. 2. Cũng hay yếu xíu tính 41 đi ha. Ừ. À, cái gì nghe nghĩa đường thân trước ha. Có nhánh tử ở đây ha, nhánh tử này cũng được là giật 3 cấp luôn. Tay cành đây ha. Rồi cho thông số đầu sổ nó đi em. Rồi sổ đây đế ha. Rồi 54 ở đây. Rồi sổ giữ ha. Đường kính bầu nó khoảng nhiêu đây em? Cái nồi về cho cái nồi trước không? À cái nồi. Nồi đó là dư thước ở trong khá nhiều. Rồi bắn cộng 2m2 đây. Rồi cái nồi 2m2 luôn. Rồi đường kính cái bầu 77 đi anh ơi. Rồi đường kính bầu 77. Cái nồi là 2m2 nha quý vị. Đó, sổ như là nãy là 54 phải không ta? Dạ 54 anh. Phải không quý vị? Rồi mình đi vòng đế nha quý vị. Tại cái đường kính mình cũng không chính xác được. Tại này nó sổ nó cũng phỏng phỏng nha. Thì đo phỏng phỏng vậy quý vị. Giả sử quý vị có chuẩn bị bồn chậu gì ở nhà mình chuẩn bị ha. Đó. Để mình đi chậm chậm ha, vô diện nghĩa kỹ bầu đế ha. Đấy đặt bầu ở trên luôn ha.
em này hồi đó cũng được thuần hay gì rồi nè. Cái này người ta tông tông bồn gạch nha, bồn cũng bồn cao lắm. Mình đập ra phải không? Dạ. Nên thấy để nó bố xuống ha, có cái ngấn luôn đó. Này trồng vài năm nữa rễ nó bự lên, cái nhìn thấy nó đặt kẹo luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi cái này giao lưu giá 9.500.000 anh ơi. 9.500.000 bao ship sao? Rồi cái này bao ship 200 cây nha. Rồi bao ship 200 km. Cái này bao nhỏ. Mã số này là mã số 23 ha. Dạ. Rồi qua cây mới luôn quý vị. Rồi mã số tiếp theo quý vị, mã số 24 ha, tứ quý luôn. Đó. Này cũng không cũng cao cao ha, tay cành thì quá xá luôn. Rồi em cho anh cái thông số nó luôn đi Thảo. Cao ha, cao tới cậu rễ lên tới cái đỉnh ở trên là mét rưỡi anh ơi. Mét rưỡi ha. Từ từ. Đây quý vị. Quý vị này đây. Đó, được cái chồi ha. Đó, tay cành quý vị nghĩa luôn. Đường thân cũng hơi lắc nhẹ trên ha, tay cành nè. Ra từ từ xuống ha. Rồi cho anh cái thóc thân em nó luôn đi em. Rồi bên thân em bên đây đi ha. 28 anh ơi. Rồi. Vô cái hoành ở vị trí. Rồi, ngày đúng ngày đó ha, ngày đó nhưng là cái gì? Rồi 31 đi. Này 31 ha. Rồi. Bắt đầu đo từ đó xuống ha. Đo cái đầu sổ nó ha. 60 này. 60. Rồi, sổ 60 nhưng quý vị. Sổ càng ngày càng dài luôn ha. Rồi, sẵn đó cho nồi luôn đi em. Rồi nồi này 2 mét em đây. Rồi, nồi 2 mét. 2 mét hơn. Rồi, sổ càng ngày càng dài ha. Cây vừa rồi 54, cây này 60 luôn. Lát nữa có cây 6 mét luôn. Không biết có không à. Quý vị theo dõi tới cái cuối clip nha. Nhiều khi là lúc nó chơi, nhiều khi là lúc nó thiệt nha quý vị. Không biết thiệt hay chơi. Quý vị coi tới cuối clip mới quý vị là biết liền ha. Để ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, cái này giao lưu 6 triệu 500 ngàn nha anh. 6 triệu 500 ngàn bao ship 200 cây rồi nè. 200 km ha. À, cái này cũng là cây clip nha. Clip hả? Rồi, dạ. Clip rồi chị, không có cây chơ 6 mà mình tưởng có cây 6 càng ngày càng dài chứ. Em có cây cao 1 mét đi 6 mét chứ. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì quý vị trong quá trình xem quý vị thích mã số nào cứ alo em Thảo ha. Thì số điện thoại em Thảo mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.